Hallo Lieben, schön, dass ihr mal wieder einschaltet. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong một lần này. Các bạn thân mến, để tiếp nối chuỗi bài học trong chủ đề giao tiếp tiếng Đức hàng ngày, thì ngày hôm nay mình xin được gửi tới các bạn một bài học với chủ đề Wohnung suchen, tìm nhà. Đây là một việc mà bất cứ ai khi sinh sống ở Đức cũng sẽ phải trải qua. Đối với những bạn lần đầu tiên sống xa nhà thì đây không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là khi khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức của các bạn còn hạn chế. Bởi vậy trong lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài những thông tin căn bản trong việc tìm nhà tại Đức, cũng như một vài những mẫu câu giao tiếp căn bản. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Lass uns anfangen. Một hình thức sống phổ biến cho các sinh viên tại Đức đó là sống ở trong ký túc xá sinh viên, Studentenwohnheim. Studentenwohnheim. Thông thường các bạn sẽ có một phòng riêng và share bếp, phòng tắm, phòng sinh hoạt chung với 4 đến 5 người khác, đôi khi là nhiều hơn tùy nơi mà các bạn sinh sống. Phòng trong ký túc xá thường là möbliert, möbliert, das heißt tức là có giường, ghế, bàn, tủ và các bạn chỉ việc dọn đến ở thôi. Thông thường một thành phố sẽ có nhiều ký túc xá nằm rải rác ở trong thành phố và mỗi ký túc xá sẽ có diện tích phòng cũng như là giá tiền khác nhau và số lượng người ở cùng cũng sẽ khác nhau. Điều các bạn cần làm trước khi sang Đức đó là lên website của Studentenwerk của thành phố nơi mà các bạn sẽ sinh sống để tham khảo các ký túc xá ở đó cũng như là để đăng ký online. Ở trong ký túc xá thông thường là tiết kiệm nhất, bởi vậy nên là phòng trong ký túc xá thường rất là nhanh hết. Đôi khi là các bạn sẽ phải chờ từ 1 đến 2 học kỳ mới có được phòng trong đó. Nếu không may mắn xin được phòng trong ký túc xá thì các bạn cũng có những sự lựa chọn khác. Phổ biến đó là ở trong những Wiki. Wiki là viết tắt của Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft. Sống ở trong Wiki cũng giống như ở trong ký túc xá, đó là bạn sẽ có một phòng riêng và sẽ share phòng bếp, phòng tắm, phòng sinh hoạt chung với một vài người khác. Điều khác biệt đó là WG là những căn hộ tư, vậy nên giá thuê sẽ đắt hơn ở trong ký túc xá, nhưng mà cũng không đắt hơn nhiều quá theo như mình được biết, tầm từ đắt hơn 50 đến 100 euro. Tuy nhiên phòng trong WG thường là unmöbliert, đó là phòng trống và không có đồ đạc gì cả, và các bạn sẽ phải tự mua sắm từ đầu. Đối với những người đi làm hay có gia đình thì sẽ thuận tiện hơn nếu như các bạn sống ở trong những Wohnung. Để tìm phòng trong WG hay là Wohnung thì có rất là nhiều cách, hoặc là chúng ta có thể nghe qua bạn bè, hoặc là tìm trên báo, tìm trên Internet. Đây là hai website mà các bạn có thể tham khảo khi tìm phòng. Có lẽ là nhiều người trong số các bạn đã biết trang WG gesucht. Trang này thì vừa có tiếng Đức và vừa có tiếng Anh. Theo những cái trải nghiệm của mình thì xác suất tìm được nhà trên trang này khá là thấp, bởi vì tất cả những cái Angebot ở đây thường được cho thuê rất là nhanh. Đôi khi có những cái WG họ còn tổ chức cả WG casting, tức là họ sẽ mời bạn đến để nói chuyện, để phỏng vấn bạn xem là bạn có phù hợp với những người đang sống ở đó hay không. Đôi khi còn có những WG họ nói trước là Kindzweck-WG, đó là không phải là chỉ để ở không mà mọi người sẽ còn phải có những cái hoạt động chung với nhau như là nấu ăn chung hay là party vân vân. Vậy nên trước tiên các bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem là điều đó có phù hợp với tính cách của các bạn hay không. Còn bản thân mình thì mình thích sự yên tĩnh hơn. Bạn cũng nên để ý những cái màu quảng cáo ở trên Schwarzbrett của trường. Trường nào cũng sẽ có những cái khu, có những cái bảng tin giao vặt và các bạn có thể tìm kiếm thông tin cũng như là đăng thông tin tìm kiếm của mình ở trên đó. Khi đã tìm được một căn phòng hay là căn hộ ưng ý thì điều các bạn cần làm tiếp theo đó là gọi điện thoại liên lạc với người cho thuê để đặt lịch hẹn xem nhà. Và sau đây là một vài những mẫu câu căn bản có thể giúp ích được cho các bạn trong việc này. Guten Tag, mein Name ist. Guten Tag, mein Name ist. Xin chào, tên tôi là. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung oder im Internet gelesen. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung im Internet gelesen. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung im Internet gelesen.
Tôi đọc được quảng cáo của ông bà trên báo hoặc trên mạng. Ist die Wohnung oder das Zimmer noch frei? Ist die Wohnung, das Zimmer noch frei? Ist die Wohnung oder das Zimmer noch frei? Căn hộ đó hoặc căn phòng đó còn trống không? Chúng ta sẽ có hai câu trả lời, hoặc là ja, die Wohnung oder das Zimmer ist noch frei. Ja, die Wohnung oder das Zimmer ist noch frei. Vâng, căn hộ hoặc căn phòng đó còn trống. Hoặc là trường hợp khác số hơn. Leider ist die Wohnung oder das Zimmer schon vermietet. Leider ist die Wohnung oder das Zimmer schon vermietet. Leider ist die Wohnung oder das Zimmer schon vermietet. Rất tiếc là căn hộ hoặc căn phòng đó đã được cho thuê rồi. Ich hätte ein paar Fragen. Ich hätte ein paar Fragen. Ich hätte ein paar Fragen. Tôi có một vài câu hỏi. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Căn hộ đó có bao nhiêu phòng? Wie groß sind die Zimmer? Wie groß sind die Zimmer? Wie groß sind die Zimmer? Các phòng thì rộng bao nhiêu? Ist die Wohnung hell? Ist die Wohnung hell? Ist die Wohnung hell? Căn hộ đó có sáng sủa không? Wie hoch sind die Nebenkosten? Wie hoch sind die Nebenkosten? Wie hoch sind die Nebenkosten? Die chi phí phụ là bao nhiêu? Ist da eine U-Bahn oder eine S-Bahn in der Nähe? Ist da eine U-Bahn oder eine S-Bahn in der Nähe? Ist da eine U-Bahn oder eine S-Bahn in der Nähe? Ở gần đó có trạm tàu điện ngầm hay tàu điện hay không? Wie ist es mit Einkaufsmöglichkeiten? Wie ist es mit Einkaufsmöglichkeiten? Wie ist es mit Einkaufsmöglichkeiten? Còn đối với việc mua sắm thì như thế nào? Vielen Dank für die Information. Kann ich die Wohnung oder das Zimmer sehen? Vielen Dank für die Information. Kann ich die Wohnung oder das Zimmer sehen? Vielen Dank für die Information. Kann ich die Wohnung oder das Zimmer sehen? Cảm ơn những thông tin của ngài. Tôi có thể xem căn hộ hoặc căn phòng đó hay không? Sau đó bạn có thể thỏa thuận với người cho thuê một lịch hẹn. Ja, das passt gut. Sagen Sie mir bitte noch die genaue Adresse. Ja, das passt gut. Sagen Sie mir bitte noch die genaue Adresse. Ja, das passt gut. Sagen Sie mir bitte noch die genaue Adresse. Vâng, được. Ông bà Lâm cho tôi biết địa chỉ cụ thể. Vielen Dank. Bis nachher. Oder bis Montag. Bis Dienstag. Und so weiter. Cảm ơn. Hẹn gặp lại sau. Hoặc hẹn gặp lại vào thứ hai, thứ ba. Vân vân. Các bạn đừng quên xem phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video để tìm được tổng hợp của những mẫu câu ở trên cũng như là ý nghĩa của những chữ viết tắt trong những quảng cáo tìm nhà nhé. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình trong video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu như các bạn thích video này và muốn mình làm thêm những bài học như thế này nữa thì hãy cho mình biết bằng việc ấn nút like nhé. Và đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được những bài học một cách sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis bald!